Trong thấy chúng con lại nhớ tới thu về họ đặng con lại nhớ Đức Hoàng Mười. Đức Hoàng Mười trong tình hệ bắt mắt về đi xót son chén rượu đào nhất con đường sơ dâng lên tiền hào kịch vua tạ mẫu thì đã cô giờ mới là người giúp quan hoàng mười người à sơ giúp quan hoàng mười sơ tay tiết xót rượu sưng nhì tuần tuần à sưng sưng lên đi học học kính kính vua ta mộc mộc các o nâng nâng là rức 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 hoàng hoàng ơi ôi rức 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 hoàng hoàng ơi hồi quỳ đến nơi rót na chén rượu đào dương nhất tuần tuần sơ dương nhị tuần tuần ná ông hiến can rồi dương tam tuần tuần chung để các cô dương dương mời là mời rước quan hoàng mời ô sơi rước quan hoàng dạ tấu lại đức quan hoàng mười ngàn ngài vạn phép muôn linh vạn cổ trường dài. Chúng con ơn trên như biển như trời, ơn Đức Quan Hoàng Thập ngài đại tài ban danh. Núi ngọc kho vàng quan cầm trong tay, hôm nay cát nhật lương thời để thỉnh hoàng về, bái hoàng lại hoàng chứng tâm cho đồng thầy chúng con. Thành kính như tại lập đền lập thủ phụng thờ Phật tiền tiên thánh. Đình thần tam bốn phủ các quan hàng ngày, cung rước các quan trên trời ngài rẽ mây xuống ngài thương cung qua cung rước các quan hà bá thủy quan rẽ nước các quan thương. Để cung kỳ số mệnh với đồng thầy chúng con là đầu đội việc thánh vai gánh việc trần. Để bách gia tam họ ngày ngày đảo cầu năm phương năm hướng. Để bách gia tam họ quý khách thập phương tín đồ Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Để về tín ngưỡng đảo cầu trước ơn trên là nhờ Phật tiền tiên thánh nhờ đồng thầy đặng đức trưởng thầy con. Để xoay xét về các công việc đời trần ví như đất cát gia tiên mồ mả xem có được bình yên không. Nhân duyên chồng vợ ra sao chuyện giữ lành để các ngài mách bảo trần gian cung kỳ số mệnh. Các con các cháu sinh phải khắc giờ độc kim xà thiết tỏa mệnh hệ khó giữ khó nuôi hoặc là xấu số đời ngắn hoặc kinh doanh thương mại đổ vỡ vợ chồng ly tán. Các công việc kinh doanh thương mại lợn lần trần gian bế tắc để các ngài chỉ bảo cho đồng thầy chúng con. Để cho các gia thí chủ bách gia tam họ đảo cầu để biết đường mà nội biết nối mà đi. Thầy con như khách chở đò qua sông tín ngưỡng thập phương hàng ngày lượn lượt kéo về để nhờ ơn trên Phật thánh nhờ đồng thầy chỉ bảo công việc bổ đề quả phúc hôm nay. Cầu xin để ngài giáng phúc lưu ân cho bách gia tam họ, cho con bán con cầu con tôn nhang con đội lệnh con xa gần bao năm bao tháng bao ngày đã về bán đền bán phủ hôm nay còn sinh sống mọi miền tổ quốc trong nam ngoài bắc miền xuôi miền ngược trong nước và nước ngoài được mạnh khỏe bình an và ngài thương thanh đồng họ đặng chúng con là cung kỳ số mệnh hôm nay tạ đền tạ phủ để ngài ghi lại số vàng cho thanh đồng họ đặng chúng con từ đây trở đi từ chi trở lại được yên cung yên số yên sổ thiên đình được đồng khôn bóng thanh đồng ngoan bóng lịch sử thung dung hải hà gia môn được thịnh vượng con cháu đời đời hưởng vinh hoa phú quý thọ trường lại quan quyền quan phép quan người của quan đất cát gia bản trong tay quan để quan thương cho bách gia tam họ chúng con lại quan a di đà phật lại quan.
đỏ từ đông đông ba đỏ quá đập 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 đà đà đỏ suối vì ta tới bền vất vất lâu lâu thuyền lại thả lưới tăng 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 câu câu hay là thuyền quan hoàng thập thập người chèo đua về bên khoan ơi dô khoan thuyền quan hoàng mười dập dìu trên sông dìu trên sông chúng ta một nhà hoàn độ cho nước bình an lòng 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 hoàng thương họ đặng đặng còn nhiều xa sợ chưa không nghe xin hoàng chứng cho nên lòng lòng to tâm tâm theo cánh nhạc hồng gửi về xứ thiêng nghề hoa hoa đội cho phúc lâu dầu bền lòng lòng nhà như nước dòng 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 đội cho sống lâu dầu bền lòng vô nhà như nước dòng sông cung kính kính nhất nhất tâm mê thu thiên na cách nhớ nhất nhất ni loan giá ngờ đông đông trời kính dâng dâng ba mê na hoa khúc cầm mê sâm lân lân giang nghe sơn còi vâng vâng lời lời vua cha hoàng linh linh nghi phong phong kiếm cờ xuống loài sâm lăng lăng nghe vút vút ni tan không ngờ cái hoàng cái hạt xa theo gió chỉ nam giang khí linh thiêng nước nước non này mãi mãi được bình yên trên hoàng thiên chợt nghe tâu đối tâm tâm thành vâng lời vua cha hoàng gia nghi hoa cõi trần vâng lời hậu phương hoàng sang lên dương đông đông ông về ngàn hoa đua sắc nghi hương khói thuyền bay rằng ngày mai khánh khánh lắng lắng chuông lay khoác áo hoàng bào nhân nhân ngọc ngọc lùa tay tiếng vui ông về bụt phê sông
độ cho ghi hoàng ngờ trong nhà nước nước tươi màu. Họ đặt đặt nghề chất chất nghề giàn cao số. Xin hoàng trường tâm tâm lộc thành yêu ban đồ cho ghi ông thành tâm. Ông thương cho thành đồng đồng họ lặng lặng nghe ông huy chân chân ra là cao su tháng năm mát lạnh tâm tâm thành nghi phúc phúc cửa duyên lai nay ông ra đầu đầu như vâng vâng nghe hào quang tươi sáng tiếng ca cũng đàn đón hoang vui mừng về đến đây. Xanh xanh nhớ thắm nắng sớm nóng nóng nay nay núi hồng soi bóng dầu na tiếng chim ca hòa trong gió gió bay rộn ràng về an thấy lòng lòng xôn xa ai nhất tâm quan hoàng bàn xin cúi đầu con khắp một thần nhắc từ nghệ an quan hoàng giáng nâng nơi này dù đường xa cách cách chờ nhưng dấu mang gió sương đêm này gửi về đây đông đông sang bóng quý quan hoàng ngần ngây sau trước gần xa xem mai hữu duyên hoàng ông thương cho thành đầu đầu nước này thành ra